Chào bạn, trong video này chúng ta sẽ đi độ pin cho cái máy mát. Máy mát là một cái, đây là cái máy không than, khá là tốt. Điện áp của nó là 14,8V. 14,8V. Tuy nhiên cái vỏ của cái đế mát này chúng ta không có, nên chúng ta sẽ dùng cái vỏ của Makita. Thì so với mỏ Makita thì cái chân cực của cái máy mát này ngược, đầu dương bên này, đầu âm ở bên này. Vì vậy để độ thì chúng ta sẽ phải đảo cực cái pin, từ cái vỏ pin và chuyển cái đầu này sang đầu tiếp xúc ở bên ngoài, bởi vì nó sẽ không vừa. Vỏ mắc thì nó, bạn nhìn đấy, khép vào cái này thì đây là đầu dương này, đầu dương thì sang đầu âm Makita. Như vậy cái mạch Makita phía dưới này nó chỉ có tác dụng như là một cái đế cài thôi, âm thì lại sang bên này. Vì vậy chúng ta sẽ phải đi đảo cực. Độ trong trường hợp này chúng ta sẽ độ lên là 4S3P, tức là 12 viên, sử dụng pin lithium. Và chúng ta sẽ thay một cái vỏ khác, cái vỏ cũ ở đây đang độ là 4S2P. Dung lượng nó khá kém và nó không có mạch, nó không cân bằng. Vì vậy chúng ta sẽ độ sang cái vỏ khác. Để làm việc này thì đầu tiên chúng ta sẽ phải cắt cái phía chân này để cho nó vừa chân của máy móc. Và thứ hai nữa là chúng ta đảo cực cái cực của pin để cho cái việc mà lắp dễ hơn. Còn cái phía dưới thì chúng ta gắn như là bình thường thôi. Để độ tôi sẽ dùng cái vỏ Makita 3 hàng 18V. Chúng ta sẽ vứt đi một số cái vị trí thừa để chúng ta cho mạch. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi độ pin. Đây là bộ pin kết quả của chúng ta. Chúng ta dùng cái mạch 4S 30A đa năng, ghi buồm 40A nhưng thực ra chỉ 30A thôi. Phía trên này chúng ta chỉ có các cái lẫy cài, do đó phần bên này thì có cái đầu sạc, tức là chúng ta sẽ sạc vào cái đầu trên này. Ở đây chúng ta cũng phải cắt những cái vỏ gốc, bởi vì cái lẫy của con Makita, cái con Makita này nó hơi khác so với con mắc, nên chúng ta vẫn phải cắt. Cắm nó sẽ khá là chặt, bởi vì phía dưới này với cả phía này nó rất là khít, cho nên là bạn sẽ cần dùng lực khá là mạnh. Đấy, chúng ta lắp 12 viên, vậy là 4S3P, dung lượng 7,5Ah, mắc là 7,5Ah. Bây giờ chúng ta sẽ lắp vỏ vào và sau đó chúng ta test thử xem. Đây cái này ở giữa cho nó hơi bị căng. Đây cái dây vào giữa cho nó đỡ bị chèn bởi phía trên này. Nói chung cái vỏ này khá là chặt. Ok, lắp vào. Đó, cái vỏ to to này. Cái miếng này hơi xấu một chút nhưng không sao. Để cho lắp cái pin vào, nó sẽ khá là khít. Đã phải đẩy mạnh vào. Okay. Đẩy sâu vào đây mới lấy. Thực ra cái vỏ này rất là chặt nên chúng ta chả cần cái lẫy này. Bày ra thì nó sẽ khá là cứng. Bạn phải te lên người, te lên bụng thì chúng ta mới đẩy ra được. Bạn thấy là cái này khi rất là khít, thực ra chúng ta không cần cái lẫy này, nó cũng thừa sức giữ được cái bộ pin này rồi. Thì đây là cái bộ pin độ cho máy móc dùng cái vỏ Makita 18V 3 hàng và sử dụng cái mạch đa năng 4S 30A. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.